Việc mèo cưng không đi vệ sinh trong chậu xỉ mà đi bừa bãi xung quanh nhà có thể gây nên phiền nhiễu cho chủ nuôi. Không may, đây lại là tình huống thường thấy ở mèo. Nguyên nhân nào khiến mèo đi vệ sinh bừa bãi? Cùng coi là ghiền tìm hiểu thêm về nội dung này qua video sau, bạn nhé! Mèo có vấn đề về sức khỏe. Tiến sĩ Cathy Lund đến từ Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Mèo City Kitty, Rhode Island cho biết, khi cảm thấy không khỏe trong người, mèo có xu hướng đi vệ sinh ngoài chậu xỉ. Hành vi này có thể là do bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, bệnh thận hoặc tiểu đường. Một chú mèo già bị viêm khớp nặng cũng có thể gặp khó khăn khi chui vào chậu xỉ được thiết kế dạng hộp. Bất cứ điều gì làm mèo cảm thấy không thoải mái đều có thể tạo ra sự thay đổi trong hành vi, bao gồm thay đổi cả thói quen đi vệ sinh trong chậu xỉ. Khi thấy mèo có biểu hiện xả thải bừa bãi, việc bạn cần làm đầu tiên là đưa bé đến bác sĩ thú y. Lúc này, họ sẽ làm các xét nghiệm máu và nước tiểu để xem sức khỏe của mèo có vấn đề gì không. Chậu xỉ mất vệ sinh. Tình trạng sạch sẽ của chậu xỉ là rất quan trọng trong việc đi vệ sinh của mèo. Hãy thử so sánh chậu xỉ với một nhà vệ sinh công cộng. Không ai muốn đi giải quyết nỗi buồn trong chiếc vệ xí mà thậm chí có thể ngửi thấy mùi hôi trước khi nhìn thấy nó. Điều này cũng tương tự như chậu xỉ của mèo. Nếu bạn lười vệ sinh khu vực chậu xỉ của mèo thì đương nhiên chúng sẽ tìm nơi khác để đi. Chậu xỉ bẩn là nguyên nhân phổ biến nhất cho việc đi vệ sinh bừa bãi của mèo, dù nó có vấn đề sức khỏe hay không. Để làm sạch chậu xỉ cho mèo, bạn cần phải vuốt phần cắt gón cục nhiều lần trong ngày nếu bạn nuôi nhiều mèo, thay cắt mới và cọ rửa chậu xỉ mỗi tuần. Hãy nhớ rằng, khứu giác của mèo nhạy cảm hơn chúng ta rất nhiều. Vì vậy, dù chậu xỉ trông có vẻ sạch sẽ nhưng mèo vẫn có thể đánh hơi thấy mùi khó chịu từ xa. Mèo có thể chịu đựng được mùi chất thải của chính mình, nhưng nếu bị buộc phải ngửi cả mùi của con mèo khác thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Chậu xỉ để ở vị trí khó tiếp cận. Bên cạnh tình trạng vệ sinh, vị trí đặt chậu xỉ cũng là một yếu tố khác khiến mèo của bạn đi bậy bừa bãi. Một chậu xỉ được đặt ở tầng hầm có thể gây khó khăn cho những chú mèo già. Khi đó, chúng thường gặp vấn đề về tầm nhìn hoặc di chuyển xuống cầu thang. Thành chậu xỉ quá cao, diện tích chật hẹp cũng khiến mèo khó tìm tư thế vệ sinh phù hợp. Lâu ngày, mèo sẽ sinh ra cảm giác tiêu cực với việc đi vệ sinh đúng chỗ. Bởi vậy, bạn nên đặt chậu xỉ ở khu vực mà mèo thường hoạt động trong nhà. Vị trí của chậu xỉ nên đảm bảo không quá ảnh hưởng đến con người mà mèo vẫn tiếp cận được. Thêm vào đó, chậu xỉ không nên đặt ở bên cạnh các loại máy móc phát ra tiếng động lớn hoặc thường xuyên rung lắc, chẳng hạn như máy giặt, nó có thể khiến mèo hoảng sợ. Khi thấy mèo đi vệ sinh bừa bãi, bạn nên chú ý theo dõi cả quá trình mèo đi vệ sinh. Từ đó, bạn sẽ biết mèo đang gặp khó khăn gì để giúp chúng thay đổi. Kiểu chậu xỉ không phù hợp với mèo. Trên thị trường có rất nhiều loại chậu xỉ với kiểu dáng khác nhau. Tuy nhiên, không phải loại nào cũng phù hợp với mèo nhà bạn. Một số loại chậu xỉ làm từ đất sét, từ lõi ngô hoặc giấy báo tái chế có thể khiến mèo thấy không thoải mái ở bàn chân. Tiến sĩ Lân cũng lưu ý rằng mèo con có xu hướng học cách sử dụng chậu xỉ từ mèo mẹ. Vì vậy, việc sử dụng một loại chậu khác với loại mèo con thường dùng khi còn nhỏ có thể là nguyên nhân của vấn đề này. Người nuôi nên thử thay đổi nhiều loại chậu xỉ khác nhau để tìm ra loại phù hợp nhất cho mèo của mình. Gia đình nuôi quá nhiều mèo. Việc mèo đi tiểu ngoài chậu xỉ có thể diễn ra thường xuyên hơn khi trong nhà có nhiều mèo, đặc biệt là trường hợp có một bé mèo chuyên bắt nạt các bé khác, chiếm dụng chậu xỉ cho riêng mình. Để giải quyết vấn đề này, bạn nên trang bị nhiều chậu xỉ trong nhà. Nếu có một chú mèo nhút nhát trong nhà, hãy cung cấp cho bé một chậu xỉ riêng. Và đương nhiên người nuôi cũng không muốn thấy một chậu xỉ lúc nào cũng đầy chất thải của nhiều con mèo. Bên cạnh đó, những chiếc chậu xỉ dạng hộp có nắp tre cũng khiến mèo khó chịu, vì nó khiến mèo gặp khó khăn trong việc phát hiện sự tiếp cận của một con khác. Mèo bị căng thẳng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng stress ở mèo, ví dụ như chuyển nhà, đổi chủ nuôi, cảm thấy bị đe dọa. Một con mèo đang trong trạng thái lo lắng, căng thẳng có xu hướng đi tiểu lung tung như một cách để giảm stress, bởi mùi nước tiểu của chính chúng sẽ làm chúng thấy an toàn hơn. Khi thấy một con mèo lạ lảng vảng gần nhà mình, bé mèo của bạn sẽ đi tiểu ở cửa trước như một cách phản ứng lại. Mèo thường có hành vi đi tiểu để đánh dấu lãnh thổ. Khi tâm trạng càng căng thẳng, mèo sẽ càng tiểu bậy nhiều. Không may cho người nuôi mèo là không có giải pháp nhanh chóng nào cho vấn đề đi vệ sinh bừa bãi của mèo. Mỗi trường hợp lại bắt nguồn từ nguyên nhân khác nhau. Bạn phải nắm bắt được điều đó và giải quyết dựa trên tình trạng của mèo nhà mình. Hãy chắc chắn chậu xỉ của mèo là sạch sẽ và đặt nó vào nơi lý tưởng. Bên cạnh đó, không quên tham khảo bác sĩ thú y để đảm bảo sức khỏe mèo. Chỉ cần bạn đầu tư chút thời gian và công sức, việc chấn chỉnh lại thói quen vệ sinh của mèo là không hề khó khăn. Trên đây là một số thông tin về nguyên nhân khiến mèo không đi vệ sinh trong chậu xỉ. Nếu mèo nhà bạn đang trong tình trạng như vậy, hy vọng video này hữu ích cho bạn.